Wow, hay nữa cái gì có cái hoa rất là đẹp, ngộ ở quán cà phê. Không biết nữa. Có biết không? Hoa này không biết. Đi hỏi hỏi người ta. Quá đẹp luôn. Hoa đẹp không? Quá ngộ luôn, không hiểu. À, cà phê. Cái cây này cây gì ạ? Cây gân công chúa. Gân công chúa. Gân. Gân hả? Gân tái hả? Gân. À, còn hoa này hoa của nó đó hả anh? Không, hoa này hoa cắt đằng. Này hoa cắt đằng sao giống hoa đậu biếc vậy không? Một cây rất ngộ, đẹp luôn. Ở quán cà phê tên của cái hoa nè. Tên của cái hoa mà nó dài. Hoa à. Gân công chúa. Đây, người ta có để hoa gân công chúa thôi, giờ đi vô. Ồ, còn cái dây leo này dây gì? Nó đẹp luôn. Cắt đằng. Ôi, hoa cắt đằng. Wow, nguyên một cái dàn hoa mà thả xuống nè, nhìn đã không? Oh, giờ sáng tổ, 5 giờ chiều. Cái này hả? Quay thì nhìn tưởng nó hoa giả nhưng không phải, thì là hoa thật. Hoa thật không à? Nó thả xuống cái vàng lạ quá ha. Ở đây còn đồ thật không không? À, đi vô, đi vô nguyên vàng. Chạy xe vô phải cẩn thận. Hả, đẹp không? Quán cà phê đây, độc đáo luôn á. Cà phê cổng cổng chào bằng một rừng hoa. Hoa cắt đằng. Rồi đi vô, ô, 100m là tới quê ngoại rồi kìa. Nó nằm trong cái câu lạc bộ văn hóa. Hay đứng đây chụp hình ngay chỗ quê ngoại. Về tới quê ngoại chưa? 100m. Mình có cây đó. Là quê mẹ. Rồi đi, đi vô. Cái này là hoa gì? Hoa đậu biếc đúng không? Không, không phải đâu, cái này là hoa cắt đằng dữ mẹ. Nè, cái cây này cây khác. Còn là cái cây thôi, cái này okay, hoa rồi. Là nó rụng hết nè. Nó leo tùm lum hết, nó mọc hoa ra. Ê, xuống cái khu ở bên góc này, chỗ mà xương rồng rồi ổng chân á. Có cái cây y như trâu về nha, mà nó lên bắt đầu nó lên bông một chùm đỏ lòn đẹp lắm. Dạ, bây giờ cái mùa này lên đúng không? Ừ. Rồi bây giờ vô coi á. Wow, đây có cái vườn đẹp quá ha. Tư hơi chỉnh chu luôn. Này cũng đam mê cho nó hơn. Hòn nó bộ. Ồ, hòn nó mở cái nàng tiên cá. Cái này đâu phải nàng tiên cá mà nàng tập gym. Đây là tiệm cà phê trong một cái đường lớn, quẹo vài cái hẻm nhỏ mới ra. Nghĩa là phải ai đó chỉ chứ còn quán thư giãn đi là khó. Rồi đi vô coi quê ngoại. Rồi đi đi coi. Nhà nội. Đây là nhà nội bên kia. Quan hồng. Oh. Oh. Quán này có hồ nước nữa. Quá đẹp luôn. Quá đẹp luôn. Lan người nhiều không? Ok. Thì có một cái hàng đá. Rồi, vẫn còn cái Noel nè. Wow, view đẹp quá ha. Ai ở cạnh tranh nổi kìa. Đẹp quá ha. Nguyên dàn bưởi. Nguyên nhà xe hơi cổng khác nữa, xe hơi đậu cổng bên kia. Này kêu cà phê chòi luôn á. Wow. Cái đầm sen. Cái này giống như cái đầm sen luôn á. Ồ, bà chính ngày đi sưu tầm quán cà phê hay sao? Wow, cái này mà ra mà chụp hình tự sướng. Không có xe chở, tụi nó mê đó mình. Ở đây nó có thích chơi chứ còn người lớn thì lên này là ai? Cái này là đúng là về quê ngoại luôn rồi đó. Đẹp quá trời. Chở đi. Chiều sáng mai. Để cho biết cái đã. Đây con nít lên nó chơi nó khóa. Ồ, đúng rồi, ngộ ghê luôn á. Tao tính hả trời. Đi ra cái cầu này cái coi. Đầm sen, trời lạnh. Sen nó héo hết rồi. Wow, đẹp không?
một số người đang tự sướng. Wow, rộng mênh mông luôn. À, vô hướng này luôn hả? Cái này đi xuống dưới vậy đó. Ôi, đường dài ghê nè. Nguyên một cái đường dài 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 dọc theo cái hồ sen. Quanh kia nó có mấy cái chòi cà phê. Chòi uống nhỏ 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 trời. Đi này chắc đi mỏi chân luôn á. Thì đã chơi tính là lên cho mấy đứa nít này. Nó xe sáng này nó chơi nè, mới thấy được. Nó sẽ về chở nó lên. Bây giờ mấy về chở nó lên đi. Nó chơi. À, về chở lên thôi. Cho nó chơi chứ còn... À, nguyên cái khuôn viên này là cho nít ở chơi. Rồi. Đẹp không? Đẹp. Không có đẹp không đó tiền nha. Dạ. Thôi. Tự sướng luôn. Rồi có chuyện có vé rồi luôn không? Có. Chữ đó rồi, đi. Rồi đi lại kia chụp về ngoài cái. Đứng hả? Đưa anh tí quay lại. Chà đào, chà đào. Cho con cà phê. Thế đá. Đá về đi xuồng. Xuồng hả? Quê ngoại nè, đây nè. Yêu ngoại đây hả? Quê ngoại đây. Rồi đứng vô quê ngoại luôn. Đi qua đầm sen nè. Ồ đi qua đầm sen kia luôn. Ừ. Đây, đó. Mà, đây đây đứng đây. Được rồi, về chút đi con ạ. À. Cho má gọi đi. Từ cái đầm sen này là nó có một cái đường đi bè kè đá nè. Đó, đã không? Cho nên đi ra ngoài cái đầm sen luôn rồi em đi xuống coi. Wow, đã không ra nữa. Đó, thấy chưa? Quá hay. Nguyên một cái kè đá nó ẩn ở trong cái đầm sen. Quá đẹp luôn. Rồi, vừa đi vừa giới thiệu. Ồ, hay quá ha. Cái kè đá này không là làm hay không, chắc tiền không. Đi lang thang hết trong cái đầm sen này luôn. Có nghĩa là mình đang đi giữa cái đầm sen luôn á. Đã không? Đó. Đây là có một cái đường đi qua phía bên kia. À, đường này đi nối lên một cái cầu. À đẹp. Trời lạnh là chắc nó bị héo hết rồi. Ồ, đã không? Chậm lại lấy cái đài sen kia vô. Thôi được rồi. Người ta còn có một cái rồi đó. À, hay không? Quán cà phê rất là độc đáo. Wow. Leo lên cái cầu. Hay không? Bây giờ quay lại coi. Quay ngoài gì thì không thấy kè đá đâu hết. Tầm sen mà kiểu như là ao cá. Cầu này là cầu cá. Đó. Đó. Wow, qua cầu dừa. Qua cái cầu dừa. Quá đẹp luôn. Wow, cái chỗ này mình chụp hình thì thôi quá tuyệt vời. Wow. Bên kia một cái cầu khỉ. Ơi, thử thách đi cầu khỉ ao sen. Cầu khỉ. Bạn với còn 20 mét nữa. Cố lên.
Cố lên nha. Rồi, từ từ đi tới. Mà hồi mà nghe cái tủm một cái là biết rồi đó. Cẩn thận. Còn 10 mét cuối cùng. Cố lên. Rồi chúc bạn nó thành công. Con đi đi. Phát đi được kìa. Ai mọi người? Đi qua mẹ quay phim. Đâu không có đi được, dịnh dịnh em nha. Con cá. Ừ, cá. Ok, khoát nó hành hành. Nãy nó cái kiểu hơi anh hai bỏ cuồng nữa chừng. Trời ơi ta. Bắn được cầu khỉ dài luôn ta. Sao đâu? Hồi nãy phải cúi xuống mới dịnh rồi. Ok, cảm nghĩ sao? Nè, phát biểu cảm nghĩ đi. Hơi sợ. Hơi sao? Thấy sao có sợ không? Có, nhưng mà kiểu run nhưng mà cũng không dám run. Tại vì nếu mà run quá thì nó sẽ bị rớt xuống hồ. Ok. Ê, cho em vô cho dê ăn. Để su cho dê ăn nghe, su cho dê ăn. Dê có cắn tay su không? Rồi, theo con đường mòn đi về quê ngoại. Vào một không gian cà phê khác nữa. Cây mùa vụ. Nói chung là vàng hoa giấy. Quá đẹp luôn. Bên kia là hồ gì? Nuôi vịt nữa kìa. Ở đây nó có một cái địa danh nữa nè. Cầu rạch thỏ. Rồi đi vô coi có rạch có thỏ không. Wow đẹp quá. Wow kìa. Ở đây nó có nuôi gia cầm luôn nè. Nè quẹo vô. Gà, wow, đuôi gà. Vịt. Bà tiên cát. Gà vịt kiển nè. Làm cái Wow, có một cái ta gọi là cái gì? À cối. Cối xây gió này, này là cối xây nước. quá đẹp. Này ngang ngỗng. Wow. Hay là gò nhím. Ôi vậy là nhím nè. Nhím. Nhím ăn dừa ta. Wow, nhím ăn nhím trái ăn cây. Dừa, nó ăn cây dưa hấu, đây nhím quá trời luôn. Chắc là nuôi vừa để ấy vừa để bán luôn ha. Ôi rồi con nhím nó đẹp hơn chưa? Thấy cận cảnh thôi. Wow, heo rừng đây nè. Heo rừng. Heo sữa. Wow, đẹp quá. Gà, nguyên cái gà.
dịch nè. Bay đi, bay. Rồi đi, cái ủa, nghĩ hai con dịch này đi. Nó bơi xuống nước luôn. Đúng là đi trong đây á là gần như giống như bị lạc luôn rồi đó ha. Còn đây là một cái hồ mà không biết trồng cái loại cây gì luôn. Cây gì? Đó nè. Dạ dạ dạ. Rồi đi cầu khỉ tiếp. Đường về quê ngoại tiếp. Vô cầu rung lắc. Rồi đi coi nó rung lắc kiểu gì. Ở chừng làm cái ùm mấy cái gì. Wow. Cầu rung lắc. Đúng thiệt là rung lắc luôn. Wow, hồi nãy là đứng bên phía bên kia cái chuồng nhím, bây giờ đi qua phía đây. Tối xây nước. Đi tới đây hôm nay là không khí đầu năm mà cực kỳ mát, cực kỳ lạnh, giống như y chang ở Đà Lạt luôn. Y chang luôn. Đó. Rồi đây có tối xây nước đẹp không? À, tiếng nước róc rách. Wow. Cận cảnh. Đã không? À, đây nhìn thấy đã nè. Thôi cảm giác đã không? Thôi ra coi cận cảnh luôn đây. Xây nước. Wow, thấy chưa? À, đây có một cái tổ chim. Hai con chim non. Hai con chim non. Bỏ đồ cho nó ăn nè. Tổ chim.